luôn con đấy. Trong múa đấy, trong múa nữa. Chuột rất là nhiều. Hả? À. Bắt đi. Tự nhiên con bé. Đây 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 bé. Nhưng mà vẫn phải có một cái chủ ở đấy. Không, con to ở trong đấy đấy. Tạp em rồi. Đây, tạp em rồi. Đâu được nữa cả. Hàng này hàng khác. Hàng kia không rất nhiều chuột quý vị ạ, toàn chuột to này, rất nhiều này, nó phá hoại mùa màng. Cho nên là đội săn bắt chuột phải xử lý đến cùng. Mày đặt mãi đều dồn. Cũng được một chú. À đâu đấy này, chút anh ạ. Chú xuống. Để vào để tụt cái lò xo này. Cái đấy là cái. Rồi ok rồi. Không được này. Nó hở quá.
thấy không? Đó. Ok. Đây đây à? Không, rút đầu này xuống. Thả đầu nó xuống. Cái này khả năng bác cho nó xò tiếp rồi nó căng nữa. Căng mà căng ấy, càng cho ra ngoài càng căng. Căng là nó không bị. Đấy, đúng rồi. Thằng tóm tóm vào thôi. Thế. Xuống đi. Hút gió. Hút gió. Nó hút gió. Đây có cái cuốc, ở đây sao có cái cuốc đây? À, người ta giấu cuốc. Nó ẩm quá, nó chả giúp được, nó dày, nó không sống được. Đảng quân chúng tôi đang hăng say săn bắt bằng được những lũ chuột cắn lúa, phá hại hoa màu của bà con. Bắt bằng hết. Bà con cấy lúa chưa được 2 ngày đã cắn gần hết nụ ruộng lúa của bà con cô bác. Vì vậy đội săn bắt chuột của chúng tôi sẽ đi quét sạch lũ chuột đồng này để trừ hại cho dân, cắn phá hoa màu. Vào đi. Hả? Đây tao chảy hết máu lên này. Đấy. Mày. Mạnh rồi ra. Kéo mạnh vào. Bây giờ nó lấy cái củ rồi, chúng nó đến hết đây à? Kìa! Bảo có cuối rồi! Được rồi! Đấy, đưa đi! Thế đứng trông luôn! Cứa đi, tí nữa ấy! Đi, cứa đi, bọn cái đáo rửa, cứa đi, 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 cứa
Giờ phải lấy cái giỏ đậu bị đã bị đầu này cửa hàng nó lại. Đấy đấy cửa hàng đấy. Ấy, đây rồi, đây rồi. Lại lên cửa hàng bên này rồi. Đấy, đấy, đấy. Sâu thì cứ đè cái cuồng cắm vào. Bố cầm bóng ấy đây. Bố cầm bóng gạt và cái lồng vào. Người ta khuê khuê trong cơm sâu nè. Chào quê quê xuống ra nè. Sâu, sâu lắm. Không, cái mưa ông ấy đi, ông cầm cái lồng để đây. Ông lồng cái lồng để đây. Bịt cái đấy này. Bịt cái chỗ chân ông này. Đấy, thế thế, cứ cầm thế. Thế đó cứ cầm thế. Cứ trông thế là được. Hai con. Hai con rồi. Con này được biết kẹt rồi, hai con. Xong rồi hết. Túm nó ra, kéo ra. Ở thế nào nhỉ? Thò tay vào đầu nó không bắt lại. Thò tay vào đầu nó để tìm hàng nốt ra đi để thấy. Đừng cắn. Hết rồi. Anh giật nó lại trước đó đấy. Hai con nhiều gì? Ừ. Rất là nhiều. Hả? Nào cứ đi. Để nghiêng ra nào được bạn ơi. Là nhiều nhìn hàng này không nhận thế đẹp thế mà này. Chả nhìn thấy chuột đâu mà vẫn bắt được. Ông ơi, ông đi lên đằng kia, kia dồn vào đằng dễ dễ ra đi. Lấy người cầm nốt để lên này lâu được chuột. Lên lại xuống đi. Ông mà thế nào nữa không thể xuống được ai cho được. Vẫn xuống bình thường. Không cho được. Ông vẫn dựa ở đây đi. Cái này là xuống phải. Dựa đấy đi. Từ đằng này ra đây nhá. Từ đây ra đây. Ờ, mẹ. Cắn để đi rồi cắn đấy. Khổ lắm. Bao người bị cắn như thế. Ào. Cứ để nằm xuống đi rồi. Nằm đây, nhìn chỗ này có lồng đây. Cứ để nó cho nó ra đi thì bắt. Cái chỗ này dán hết đầu rồi. Đâu nó để sắp ra đây. Ra được con nào thì sắp đây. Ở đây, tụi đây, tiến đấy, bây giờ phải nói rồi, nhìn bây giờ phải nói rồi. Tụi đây rồi. Tụi đây rồi. Tụi đây rồi. Giả bắt được rồi phải to. Đấy, sợ gió. Sợ gió. Sang bên lật bên sang đây một cái lật không đâu các bạn ơi. Đấy, tham. Mấy chục chú. Nãy đây lâu phải đem về vớt. Này là ba là nếu mà thế này phải được 30 chú đấy. 30 chú rồi. Ừ. Nhìn thấy hơi thổi hơi phát đi. Mất dép luôn. Con này hút gió mới gió. Hút mới gió. Đấy mời cái lồng rồi. Cái đủ. Đây 3 cái 5. Thế là chúng tôi đã xử lý được hơn 30 chú chuột ngoài đồng. Đã giảm được 30 mối hiểm họa của bà con nông thôn, nông dân đang vất vả trồng lúa. Quý vị ạ. Rộng động phát luôn. Đưa cả tàu.
Mà đặt ngay đi, một bên này một bên này chả bằng. Thôi ngay. Thôi về thôi anh ơi. Ôi, tất cả chúng ta về thôi. Không rồi. Về làm chương trình ẩm thực thôi.